Vân Triệt, 17 tuổi, chân huyền cảnh cấp 10. Chân huyền cảnh dường như là đẳng cấp thấp nhất trong cuộc thi xếp hạng, mặt hắn dày thật đấy. Chân huyền cảnh mà cũng có dũng khí tới tham gia cuộc thi xếp hạng, cười chết ta mất. Thương Phong Hoàng thất lần này là tới làm cho cười sao, nhất định là xếp thứ nhất từ dưới lên. Đã đạt tới chân huyền cảnh cấp 10 rồi, hắn thật lợi hại. Hắn lại, thật sự tới. Các ngươi biết người này, hắn chính là người lần trước Tiểu Kiệt nói đến, nửa năm trước huyền lực của hắn chỉ là chân huyền cảnh cấp 3, lại gắng ngăn tam kiếm của tiểu kiệt. Hiện giờ mới qua nửa năm mà đã đạt tới chân huyền cảnh cấp 10, tốc độ tiến cảnh như thế, vượt xa ta năm đó. Theo như người nói, hắn thực sự có năng lực đấu vượt cấp, cũng được coi là một thiên tài đáng được chú ý. Đáng tiếc, tới đây hơi sớm. Vân Triệt, lẽ nào hắn chính là người mà Tam Hoàng tử nhắc tới, tên Vân Triệt mà Thương Nguyệt Công Chúa vô cùng để ý chỉ là một đệ tử chân huyền cảnh còn con tới tham gia, Thương Nguyệt công chúa lại đích thân dẫn đội tới, chắc chắn là có quan hệ rất tốt với hắn. Lẽ nào tối qua, tiếng động lạ phát ra từ trong phòng lúc ta đứng bên ngoài phòng công chúa là? Sai người nghe ngóng số thứ tự mà tên Vân Triệt kia rút được, nhắc đối thủ trong nhóm hắn dốc sức ra tay với hắn. Phê hắn cho ta, hủy mặt hắn. Thương Nguyệt, ta vốn tưởng ngươi là người băng thanh ngọc khiết, cao quý vô song. Không ngờ, ngươi lại sỉ nhục ta như vậy số 1505, như vậy là có ý gì? Số này đại diện cho sân đấu và trình tự xuất chiến của tiểu tổ vòng 1 trong thi đấu, ngươi ở kiếm đài số 15 và là thứ tự số 5. Vòng thi đấu đầu tiên diễn ra liên tiếp 3 ngày, mỗi người tham gia phải đánh đủ 12 trận, mỗi tổ thắng lấy 10 người đứng đầu, tổng cộng có 300 đệ tử vào vòng tiếp theo. Đến vòng 2 cũng diễn ra liên tiếp 3 ngày, mỗi một đệ tử đánh đủ 15 trận, trực tiếp lấy ra top 100 và 32 cường, 32 cường chính là vòng loại cuối cùng rồi. Muốn vào được vòng loại thì phải đánh đủ 27 trận trong vòng 6 hôm, nhiều vậy sao? Không khí của bài vị chiến luôn rất căng thẳng, vân sư đệ, cố lên. Đừng quên mục tiêu trước đó chúng ta đã nói, bản thân sẽ nằm trong top 100. Ừm, ta đương nhiên nhớ rồi. Mục tiêu của ta không phải chỉ là bách cường thôi đâu. Điều tra rồi, vân triệt là số 1505, phái người đi truyền đạt cho các đối thủ của hắn phải ra tay cho nặng vào, có lẽ trận đầu tiên mất một cánh tay thọt một chân là được. Hay lắm. Kiếm đài số 15, tổ 15 trận 5, thương phong hoàng thất vân triệt đấu với chiến nam vực quỳnh vân phái phó nham kiệt. Hắn có cảnh giới linh huyền cảnh nhị trùng. Vân triệt, gặp phải ta coi như người đen đuổi, ngoan ngoãn quỷ xuống cho ta. Mên vừa lách qua né một đao từ hắn, đã có thêm một đao nữa đâm tới trước mặt. Mên cúi xuống né tiếp, muốn hủy hoại mặt của ta, ngươi đúng là không muốn sống nữa rồi nên tặng cho hắn một đấm vào bụng. Nham Kiệt đã buông đao gục xuống, cả cơ thể rung rẩy. Phó Nham Kiệt ngã xuống trong 10 giây, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt thắng. Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt đấu với Chiến Nam vực Quỳnh Hoa phái Phó Ân Kiệt. Vân Triệt thắng, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt thắng. Vân Triệt thắng liên tiếp. Tên Vân Triệt này là thần thánh phường nào vậy? Toàn thắng sao? Có phải chúng ta đánh giá thấp hắn rồi không? Tiểu tử này thật quái thai. Vân sư đệ thật lợi hại, ngày mai, ngày kia, nhất định có thể thắng liên tiếp. Nguyên bá thấy khuyên nguyệt, hét lớn gọi tỷ tỷ. Nguyên bá, sao đệ lại ở đây? Tỷ tỷ, ta đã xem trận đấu của tỷ rồi, bây giờ tỷ lợi hại quá, cha biết chắc chắn sẽ rất vui mừng. Hôm nay ta đến cùng tỷ phu thi đấu bài vị, tỷ phu bây giờ cũng lợi hại làm đó. Cái gì, hắn lẽ nào là? Huynh ấy chính là tỷ phu đó, rõ ràng dáng vẻ không hề thay đổi, tỷ tỷ không nhận ra sao. Thương Phong Huyền phủ đệ tử Vân Triệt, hân hạnh biết các vị tiên tử của Băng Vân Tiên cung. Đệ tử lúc ở Lưu Vân Thành đúng là tên Tiêu Triệt, nhưng bây giờ, tên là Vân Triệt. Khuynh Nguyệt, lâu rồi không gặp. Thời gian cũng sắp hết rồi, chúng ta đi thôi. Tên Tiêu Triệt này, không, Vân Triệt, từ một phế nhân đến giờ thoát thai hoán cốt có lẽ đã gặp được cơ duyên gì cực lớn. Nhưng mong hắn đừng làm ảnh hưởng đến Khuynh Nguyệt. Nguyên bá, chăm sóc bản thân và phụ thân cho tốt. Tỷ tỷ ta vẫn còn nhiều lời muốn nói với tỷ mà. Nguyên bá, cô ấy từ khi gia nhập băng vân tiên cung thì đã không phải người của hạ gia nữa rồi, để tránh thêm những phiền phức không đáng có. Khuyên nguyệt, thi đấu kết thúc, ta còn có cơ hội nói chuyện với cô không? Thiên kiếm sơn trang luận kiếm đài, vòng một thi đấu tiêu tổ ngày cuối cùng. Thương phong hoàng thất vân triệt, 12 trận toàn thắng, tiến vào vòng 2, toàn thắng vào vòng 2, thật khoa trương. Chân huyền cảnh thập cấp đánh bại linh huyền cảnh tam tứ cấp, Đúng là không thể tưởng tượng được. Vân sư đệ, tốt quá rồi, đệ đã tạo nên lịch sử của Thương Phong Hoàng thất ở bài vị chiến, phụ hoàng nhất định sẽ rất vui mừng. Thật sự cảm ơn đệ. Vậy, sư tỷ muốn thưởng cho ta thế nào đây? Ta muốn sư tỷ hôn ta một cái. Ở đây sao? Vậy, mê nhắm mắt đợi chờ nụ hôn của Thương Nguyệt. Vân Triệt, ta phải chặt Vân Triệt ra làm trăm mảnh. Ồ xem ra ta đã tìm được kẻ muốn hại ta năm lần bảy lượt trong mấy lần thi đấu tiểu tổ rồi. Thương phong thi đấu bài vị, thi đấu tiểu tổ vòng 2. Luận kiếm đài số 7 trận đầu tiên, thương phong hoàng thất vân triệt đấu với tịch lịch lôi các lôi thần thiên. Không ngờ đối thủ đầu tiên của ta lại là tiểu tử ngươi, xem ra con hắc mã này sắp biến thành tử mã rồi, dơ vũ khí ra đi. Đối thủ là tịch lịch lôi các thiếu các chủ, huyền lực đạt đến linh huyền cảnh lục cấp. Tên vân triệt này có yêu nghiệt thế nào cũng có hạn độ thôi, lần này có lẽ thua chắc rồi bảo ta dơ vũ khí ra vậy phải xem xem ngươi có bản lĩnh này không đã được ta xem ngươi còn cứng mồm đến bao giờ bên dùng tay không đỡ lại cây chùy từ hắn cái này sao có thể cơ thể ngươi làm từ sắt sao tịch lịch song chùy của ta nặng đến 800 cân ta không tin ngươi có thể trực tiếp đỡ nó ngươi có thể thử xem tiếp chiêu bên né đi cú chùy từ hắn đánh tới rồi lấy ra trọng kiếm của mình vũ khí của vân triệt chính là trọng kiếm này sao lớn quá kiếm to như vậy hắn có khua nổi không ăn một kiếm của ta đây một tiếng nổ vang lên khi kiếm của mên va chạm với chùy từ hắn lôi thần thiên bị đánh văng vào tường mên từ từ bước tới với thanh kiếm trong tay hắn ta vội vàng quỳ xuống ta nhận thua ta tâm phục khẩu phục lôi thần thiên nhận thua thương phong hoàng thất vân triệt thắng tiếp sau đó vẫn là những trận chiến thắng liên tiếp của Mên. Thắng liên tiếp, cá nhân đã tiến vào trong top 100, càng có khả năng trực tiếp vào trong top 50. Đúng là vinh hạnh của Hoàng Thất, Phụ Hoàng, người đã nhìn thấy chưa? Vân Sư Đệ đã thực hiện mơ ước của người rồi, Hoàng Thất chúng ta quật khởi khí thế rồi. Sau đó tại Thiên Kiếm Sơn Trang Biệt Viện, Tỷ Phu, Huynh đã ngủ chưa? Nguyên bá, có chuyện gì vậy? Tỷ tỷ bảo ta qua đây, đưa cái này cho Huynh. Tỷ ấy nói tuy Huynh hiện giờ có lẽ không cần nó nữa, nhưng vẫn muốn chuyển giao nó lại cho Huynh. Huyền đan của địa huyền thú, tử mạch thiên tinh, thất huyền linh lung thảo. Đây là những thứ lúc đó Huynh Nguyệt đã đề cập đến để chữa lành phế mạch của ta. Cô ấy đi tìm hết cho ta rồi. Tỷ phu, Huynh đi đâu vậy? Đi tìm tỷ tỷ sao? Huynh Nguyệt. Huynh Nguyệt, Vân Công Tử tìm Huynh Nguyệt có chuyện gì? Bà xã Huynh Nguyệt, ta muốn hỏi cô một câu hôm đó giấy kết hôn ta đưa cho cô còn không lúc đó ngươi nói ngươi không có đủ năng lực bảo vệ giấy kết hôn nên đã giao cho ta giữ bây giờ ta tin ngươi đã có sức mạnh để bảo vệ nó nên giao lại nó cho ngươi rồi ta sẽ giữ gìn thật tốt khuyên nguyệt ta còn muốn hỏi cô cô sống ở băng vân tiên cung có tốt không mọi người đều đối xử với ta rất tốt vậy thì tốt ta còn một câu hỏi ta muốn biết khi chúng ta thành hôn huyền lực của cô rốt cuộc là cảnh giới gì Giống như ngươi bây giờ, chân huyền cảnh đỉnh phong. Chẳng trách Băng Vân Tiên cung coi trọng bà xã Khuynh Nguyệt như vậy. 16 tuổi chân huyền cảnh đỉnh phong, thật kinh ngạc. Câu hỏi cuối cùng, trong khoảng thời gian cô ở Băng Vân Tiên cung, có khi nào đột nhiên nhớ đến ta không? Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai còn có thi đấu. Khuynh Nguyệt nên về thôi, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi. Sau ngày mai, ta nhất định sẽ tiến vào 32 cường, nếu như chúng ta có thể gặp nhau hy vọng cô nhất định đừng ra tay nương tình với ta. Ngày hôm sau thiên kiếm Sơn Trang, luận kiếm đài. Thật sự không tưởng tượng nổi, trước đó tiểu tử đó cũng vào 32 cường. Đến rồi đến rồi, cuối cùng cũng đến thi đấu 32 cường rồi. Ta nằm mơ cũng không ngờ Vân Triệt có thể toàn thắng để vào vòng loại, thương phong hoàng thất đúng là nở mày nở mặt rồi. Vân Sư Đệ thật sự tuyệt quá, tạo nên lịch sử của hoàng thất, phụ vương biết chắc chắn sẽ rất vui mừng. Xin mời các đệ tử tham gia thi đấu 32 cường lên sân rút thăm, vòng loại của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Số 1 sao, cũng không tồi, đỡ phải chờ lâu. Trận chiến đầu tiên, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt đấu với Tiêu Tông Tiêu Nam, chuẩn bị bắt đầu. Tiêu Tông Kiếm Tông đệ tử Tiêu Nam, xin thỉnh giáo. Thương Phong Huyền Phủ đệ tử Vân Triệt, xin thỉnh giáo. Tiếp chiêu. Bên dùng luôn trọng kiếm cản lại kiếm khí từ Tiêu Nam đánh tới. Kiếm này của Tiêu Nam Vân Triệt đỡ được sao? Vân Triệt có thật sự là huyền cảnh không vậy? Kiếm này đến ta cũng không thể đỡ chính diện được. Tiêu Nam thấy mên đỡ lại được hết kiếm khí từ mình, nhảy lên chém tới một kiếm nữa. Kiếm này ngươi tuyệt đối không thể đỡ được. Mê nhận một kiếm vào vai, rồi đánh trả lại luôn một kiếm. Kiếm toàn lực của ta, đến huyền lực cũng có thể cắt đứt, tại sao lại không thể đâm được vào cơ thể của Vân Triệt? Cơ thể của hắn cũng như huyền thiết vạn năm vậy, kiếm không tồi chút nào. Đáng tiếc, trước mặt đại đạo phù đồ quyết của ta chỉ có thể khiến ta bị thương một chút ngoài ra thôi. Vậy ngươi hãy thử tiếp kiếm này của ta đi. Một tiếng nổ vang lên sau một kiếm từ men, tiêu nam bị đánh văng đi. Ta nhận thua, ngươi mạnh hơn rất nhiều, so với tưởng tượng của ta. Vân Triệt không hề động đậy bước nào, xuất chiêu ngay tại chỗ cũng thắng được tiêu nam. Tiêu nam nhận thua, thương phong hoàng thất Vân Triệt thắng, tiến vào thi đấu vòng loại top 16 ngày mai. Vân Sư Đệ, cánh tay của đệ không sao chứ. Không sao, là vết thương ngoài ra thôi. Chúng ta hãy xem thi đấu của Lăng Kiệt tiểu đệ đệ đi, đệ ấy đấu với Mộc Hùng Nghĩa của Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo cũng không tồi chút nào. Lăng Kiệt đang giao đấu với Hùng Nghĩa này lửa. Nếm thử tuyệt kỹ của Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo đây, Thiên Kình lập thương. Đúng lúc, ta cũng chơi đủ rồi, vậy thì nhanh chóng kết thúc đi. Ta nhận thua, chẳng lẽ mấy trăm chiêu trước đó đều là tiểu tử đó cố ý giữ thể diện cho ta. Chấp nhận, chấp nhận, Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Kiệt thắng, tiến vào thi đấu vòng loại top 16 ngày mai. Tiểu tử này cũng trở nên mạnh hơn rồi. Đối thủ của ngươi ngày mai là Mộc Hùng Viêm của Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo, hắn không giống với Mộc Hùng nghĩa chuyên tu thương thuật, mà là tu luyện hỏa khí lôi hỏa, ngươi phải cẩn thận đó. Yên tâm đi Tần phủ chủ, ta không dễ để bị thương đâu, ngày mai ta vẫn sẽ thắng cho ngài xem. Ta là Thương Thiên Lôi Hỏa Bảo hiện nhiệm bảo chủ Mộc Thiên Bắc. Mạo muội làm phiền có chuyện lớn cần thương lượng với Vân Hiền Điệt. Không biết Mộc Bảo chủ tìm vãn bối có chuyện gì. Mấy ngày này chứng kiến biểu hiện của Vân Hiền Điệt ở thi đấu bài vị, ta tán dương vô cùng. Với thực lực và thiên phú của ngươi ở lại thương phong huyền phủ nhỏ bé thực sự quá đáng tiếc, gia nhập thiên thương lôi hỏa bảo, thế nào? Công khai đập chậu như vậy, đặt thương phong hoàng thất tôn nghiêm của ta ở đâu chứ? Cảm tạ Mộc Bảo chủ đã xem trọng, có điều Vân Triệt đã là đệ tử của thương phong huyền phủ, tạm thời không nghĩ sẽ rời khỏi đây. Lời mời của Mộc Bảo chủ ta đành phải từ chối rồi. Vân Hiền Điệt, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, Thương Phong Huyền phủ chỉ đính mắt của hoàng thất. Qua khác biệt so với bọn ta, ngươi ở lại nói không chừng sẽ bị đồng hóa thành phàm phu tục tử. Ngươi, Thương Phong Huyền phủ không can thiệp vào sự ra đi hay ở lại của đệ tử, Mộc Bảo chủ đã nói rõ ràng, nếu Vân Triệt động lòng muốn rời đi gia nhập với các người, bọn ta tuyệt đối không can thiệp. Hay, không hổ là Thương Nguyệt công chúa trong truyền thuyết, có khí phách Vân Triệt, ngươi nghe rõ rồi đấy, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập với bọn ta, kể cả toàn bộ thương phong huyền phủ ngăn cản, ta cũng không coi là gì. Một bảo chủ đến thứ gọi là tôn trọng cũng không biết, kể cả thực lực tông môn này có mạnh, ta cũng chỉ thấy là một nơi hạ lưu, không thì đi tốt hơn. Ông coi thường thương phong huyền phủ, ta cũng coi thường thiên thương lôi hòa bảo, ta cảm thấy thương phong huyền phủ tốt hơn chỗ ông cả nghìn vạn lần. Đừng nói một bảo chủ như ông xuất hiện, kể cả người của toàn bộ tông môn quỳ xuống, ta cũng không đi hay cho một tiểu bối ngông cuồng ta vốn dĩ thương hại ngươi nên mới bảo viêm nhi ngày mai ra tay nương tình bây giờ xem ra ngươi không cần giữ mạng nữa rồi chúng ta đi ngày mai ta sẽ khiến vân triệt ngươi quỳ dưới chân ta vân triệt vừa rồi ngươi có chút kích động rồi thi đấu ngày mai yên tâm bài vị chiến lần này đối thủ thực sự của ta chỉ có một trước đó ta tuyệt đối sẽ không thua mộc hùng viêm đừng nói tạo nguy hiểm cho ta đến tư cách khiến ta sử dụng thực lực thật sự cũng không có Viêm Nhi, phê hắn, phụ thân yên tâm, con sẽ khiến hắn cả đời này đừng hỏng đứng dậy nữa. Vân Triệt, chuẩn bị chết dưới lôi hỏa của ta đi. Ta sẽ khiến ngươi nhớ cái giá sỉ nhục Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo. Thương Phong Hoàng thất Vân Triệt đấu với Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo Mộc Hùng Viêm, trận đấu bắt đầu. Lôi hỏa tông của Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo ta có thể dẫn bạo huyền lực hóa thành lôi hỏa, ngươi đến mà thử đây. Hừ, xem ngươi chạy đi đâu. Vừa rồi là hư ảnh. Mên nhẹ nhàng di chuyển ngang qua mặt hắn. Hắn thấy vậy liền dùng lôi cầu tấn công về phía mên. Cũng là hư ảnh. Lúc này mên đã ở phía bên trên thi triển phượng rực thiên khung vũ. Một tiếng nổ vang lên khi đòn của mên chạm tới. Hỏng rồi. Hỏa khí trên người ta nếu gặp phải lửa. Hỏa khí lấy ra để đối phó với kẻ địch. Ngược lại lại tự hại bản thân mình. Viêm nhi. Thương phong hoàng thất vân triệt thắng. Tấn cấp bát vị chiến ngày mai. Vân triệt ngươi sỉ nhục tông môn ta còn khiến con ta bị thương thù này sớm muộn gì ta cũng sẽ báo thương phong đế quốc cảnh nội lại có nhân vật như vậy đến ta cũng không nhìn ra cực hạn của hắn tiểu tử này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào học được từ ai tên vân triệt này lại thắng rồi hơn nữa còn biết khống chế lửa đại ca huynh có thể nhìn ra thứ hắn chơi là lửa gì không chỉ là huyền hỏa cấp thấp nhất mà thôi chơi lửa trước mặt phần thiên môn ta chỉ là thứ vớ vẩn đại ca đừng tức giận hắn thắng cũng là chuyện tốt đừng quên sau trận thắng này đối thủ của hắn sẽ là ta thứ gọi là thiên tài này hãy để ta kết thúc đi đối thủ thi đấu ngày mai là phần tuyệt bích ngươi nhất định phải cẩn thận hắn ra tay thâm độc thủ đoạn tàn nhẫn lại càng thích sỉ nhục đối thủ đẳng cấp huyền lực của hắn tuy giống với mộc hùng viêm nhưng chắc chắn không giống với trình độ của mộc hùng viêm ngươi nhất định phải chú ý hừ xỉ nhục kẻ địch thì ta là hành giả đó ngày hôm sau thiên kiếm sơn trang luận kiếm đài. Vân Triệt có khả năng thắng phần tuyệt bích không đây? Không thể nào, phần tuyệt bích là con thứ của phần đoạn hồn, lợi hại hơn mộc hùng viêm nhiều. Nếu phần tuyệt bích thua, phần thiên môn sẽ bị đá khỏi top 4, vậy thì trò vui diễn ra rồi. Nhìn trong tay hắn kìa, đó là chuẩn thiên huyền khí quỷ viêm đạo. Xem ra phần tuyệt bích muốn lộ con người thật rồi. Trận chiến đầu tiên trong bát vị chiến, thương phong hoàng thất vân triệt đấu với phần thiên môn phần tuyệt bích, trận đấu bắt đầu ngươi muốn đầu hàng cũng không kịp nữa rồi, ta đảm bảo hôm nay sẽ khiến ngươi cả đời khó quên. Không ngờ trong ngươi đã xấu, mà còn phí lời nhiều như vậy. Phần thiên môn đứng cuối cùng trong top 4 cũng là do loại người như ngươi đấy. Muốn chết, tuyệt bích tức giận chém luôn một kiếm tới men, men cũng đáp trả bằng một kiếm đầy lửa. Có thể trụ được một kích sáu phần lực khí của ta, xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn dựa vào vận khí. Nhưng vừa rồi chỉ là chào hỏi mà thôi, tiếp theo sẽ cho ngươi biết phần thiên chi viêm của ta. Ngọn lửa trên thanh kiếm của hắn đã đổi sang màu lam. Mọi người nhìn vậy đều kinh hãi toát hết mồ hôi. Lam sắc huyền viêm cao cấp này, ta bảo đảm ngươi chết cũng không quên, ha ha ha. Trong sự hiểu biết của con người, chỉ có địa huyền cảnh trở lên mới có thể đốt lên lam viêm. Ha ha, đối phó với một phân triệt, nhị đệ đúng là việc bé xé ra to rồi. Tuyệt bích dùng những lam sắc huyền viêm tấn công tới mên lẽ nào đây chính là hạch tâm thân pháp huyền kỹ của phần thiên môn phần ảnh huyễn thân phần ảnh huyễn thân của nhị đệ đã đạt đến cảnh giới này rồi người huynh trưởng như ta cũng phải kinh ngạc xem ra chúng ta không cần lo lắng rồi võ đài này quả thực quá nhỏ trò chơi mèo vờn chuột này mới bắt đầu được một lúc đã phải kết thúc rồi kêu lên tuyệt vọng đi tuyệt bích thi triển phần thiên trảm đúng vậy trò chơi phải kết thúc rồi có điều ngươi nghĩ ai là chuột sai rồi lam sắc huyền viêm của tuyệt bích đã bị mên chém than cái gì con át chủ bài của ta lam sắc huyền viêm bị tiêu diệt rồi sao vân triệt ngươi đừng có đắc ý ngươi nghĩ vừa rồi đã có thể đánh bại ta rồi sao có gan thì thử phần thiên long viêm toàn lực nhất kích tinh huyết thôi động của ta đây kể cả giết vân triệt bị đuổi khỏi bài vị chiến cũng không thể thất bại khiến phần thiên môn bị sỉ nhục hỏng rồi chuẩn bị cứu vân triệt tuyệt đối không thể để hắn chết trong long viêm vân triệt đi chết đi. Tuyệt Bích thi triển phần Thiên Muôn Cấm Kỹ, phần Thiên Chi Long. Chiêu này của phần Thiên Bích bắt buộc phải lấy tinh huyết của bản thân để thôi động, sử dụng một lần huyền lực ít nhất cũng giáng xuống nửa cấp. Với uy lực của chiêu này, sợ là Vân Triệt phải chết ở đây rồi. Phần Thiên Chi Long đang nhắm thẳng Men Bay tới. Khó như vậy sao? Men buông thanh trọng kiếm xuống, dùng tay túm luôn cổ của phần Thiên Chi Long của hắn. Tiểu tử này điên rồi sao? Mau dừng tay. Mên áp chế chiêu của hắn trong lòng bàn tay của mình Sao có thể Hấp thụ cả phần thiên tri diệm còn an nhiên Không bị làm sao Vân triệt suốt cuộc là thần thánh phường nào Tuyệt bích lúc này đã quỳ gục xuống đất Vẫn không tin những gì đang diễn ra Không thể nào Mên tiến tới cho hắn một vả và vào mặt bay đi Phần tuyệt bích ngã xuống quá 10 tức Thương phong hoàng thất vân triệt thắng Tiến vào vòng tứ vị chiến ngày mai Thương phong hoàng thất đã lọt vào bán kết rồi phần thiên môn cũng bị đá khỏi tứ cường rồi. Vân Triệt lần này đã giúp thương phong hoàng thất chấn động thiên hạ vực dậy uy danh, thiên tài ở đâu ra không biết. Đa tạ lãng trưởng lão, hắn có thể phân tâm cảm giác được ta chuẩn bị ra tay cứu hắn. Lẽ nào khi đối mặt với phần thiên chi long hắn vẫn còn dư lực? Ta nhất định không bỏ qua cho ngươi, ta phải giết ngươi. Tuyệt bích dùng cây đao của mình phóng thẳng tới sau lưng mên. Trận thi đấu liên quan đến danh dự của phần thiên môn, bị một đối thủ vốn tưởng chỉ đáng một kích đánh bại. Ta không cam tâm. Vân Triệt, ngươi đi chết đi. Muốn chết, mê dùng kiếm đánh văng đao của hắn đi, rồi dùng trọng kiếm xiên cho hắn một kiếm vào bụng. Tuyệt bích, tiểu bối to gan. Tuyệt bích, tiểu bối, lòng dạ ngươi ác độc như vậy, trận chiến đã kết thúc còn ra tay làm trọng thương con trai môn chủ bọn ta. Mắt ông mù sao, rõ ràng là hắn đột kích ta trước, ta không phản kích lẽ nào phải đứng chờ chết sao tiểu bối ngươi muốn chết à phần thiên môn đại trưởng lão định ra tay với một tiểu bối bán bộ vương huyền của ông ta lẽ nào muốn giết chết vân triệt luôn sao phần trưởng lão dừng tay huyền lực của hắn còn thâm hậu hơn cả tiểu tiên nữ huyền lực bán bộ vương huyền áp lực thật đáng sợ mên đã né đi được một kích từ ông ta đánh trượt rồi không thể nào ông ta tức giận dùng lửa tấn công tiếp về phía mên đã có hai người bên dưới hét lên dừng tay Sở Nguyệt Thuyền đã xuất hiện, dùng huyền lực đóng băng chiêu từ ông ta lại. Sao lại là cô ấy? Tiểu tiên nữ, may mà tiểu tiên nữ ra tay cứu, nếu không ta nhất định phải mượn sức mạnh của Mạt Ly, như vậy sẽ bại lộ con át chủ bài của ta. Thân là phần Thiên môn đại trưởng lão, vô duyên vô cớ ra tay tấn công một hậu bối, vô sỉ cực độ. Hắn khiến con trai môn chủ phần Thiên môn bị trọng thương, dựa vào điểm này đủ để hắn đáng chết rồi. Chuyện của phần Thiên môn ta không đến lượt băng vân tiên cung các ngươi nhúng tay, ta quản chắc đấy. Được, sớm đã nghe nói băng thuyền tiên tử đã đạt đến bán bộ vương huyền chi cảnh, hôm nay lão phu xin lĩnh giáo công lực người đứng đầu băng vân tiên cung. Từ sắc huyền diệm thiên huyền cảnh hậu kỳ mới có thể giải phóng, trong truyền thuyết có thể đốt cháy huyền giả đẳng cấp thấp. Sở Nguyệt Thuyền tránh ra, Vân Triệt chắc chắn chết, Sở Nguyệt Thuyền không tránh ra, sợ là cô ấy phải chịu thiệt rồi. Băng của Nguyệt Thuyền phóng tới, làm gãy đôi cây đao trên tay ông ta phần trưởng lão lùi lại, bàn tay ông ta đang dần dần kết băng. Nguyệt thuyền thi triển một tảng băng đè ông ta xuống dưới sàn đấu, phần trưởng lão gào thét đau đớn. Không gian nén, đây là vương huyền chi lực. Trời ơi, vương huyền cảnh huyền giả trẻ tuổi nhất thương phong đế quốc, vương tọa sinh ra rồi. Bán bộ vương huyền và vương tọa thực sự quả nhiên không thể so sánh với nhau được. Băng vân tiên cung không ngờ lại xuất hiện một vương tọa trẻ tuổi như vậy. Băng vân tiên cung đã có ba vương tọa rồi, tiêu tông và phần thiên môn mới chỉ có một mà thôi. Lang trang chủ, xá đệ trọng thương, phần trưởng lão nóng vội mới có hành động như vậy, xin hãy nể mặt của ta, gây ra hậu quả gì và băng thuyền tiên tử giáo huấn rồi, hãy bỏ qua cho phần trưởng lão. Bài vị chiến vãn bối và phần trưởng lão nhất định sẽ bồi thường. Phần mạc ly thân là tông môn đại trưởng lão đức cao vọng trọng, tính chất của hành động này thực sự quá ghê tởm, niệm tình ông ta đã bị băng thuyền tiên tử trừng phạt, chuyện này coi như bỏ qua đi. Nếu còn tái phạm, thì tước đoạt tư cách tham gia bài vị chiến khóa tiếp theo. Bằng thuyền tiên tử, cảm ơn cô, tiểu tiên nữ, trong lòng cô quả nhiên vẫn có ta. Vân sư đệ, đấu với đồng môn của thiên kiếm Sơn Trang, Lăng Phi Vũ chủ động từ bỏ quyền thi đấu. Đối thủ của đệ ngày mai sẽ là Lăng Kiệt. Ừm, Thủy Vô Song cũng từ bỏ đối chiến với Lăng Vân, trận thi đấu tiếp theo này phải quyết ra tuyển thủ cuối cùng bước vào tứ vị chiến rồi. Lăng Phi Vũ từ bỏ đồng nghĩa với bình thường Lăng Kiệt hơn hắn nhiều, trận chiến ngày mai xem ra không được lơ là băng vân tiên cung hạ khuyên nguyệt đối chiến với tiêu tông tiêu cuồng lôi nhớ bảo lưu thực lực để phòng bị cho đối thủ ngày mai vâng sư phụ tam đệ cổ lên nhé yên tâm trận chiến này ta tuyệt đối sẽ không thua huống hồ ta còn có kinh trần kiếm nữa hạ khuyên nguyệt từ từ bước lên sàn đấu tại hạ tiêu cuồng lôi đến thỉnh giáo băng vân quyết của hạ tiên tử trận chiến cuối cùng trong bát vị chiến băng vân tiên cung hạ khuynh nguyệt đối chiến với tiêu tông tiêu cuồng lôi bắt đầu băng vân quyết của băng vân tiên cung quả nhiên danh bất hư truyền ta phải thật nghiêm túc mới được cuồng lôi thi triển luôn phong cực kiếm hạ khinh nguyệt này mới linh huyền cảnh bát cấp băng vân quyết đã đạt đến tứ trung thiên liên tri cảnh rồi triển khai băng liên tri cảnh thành thục như vậy cô ấy chắc chắn là đệ tử có thiên phú cao nhất ở băng vân tiên cung mấy chục năm nay hạ khuynh nguyệt hình như đang yếu thế toàn dùng các chiêu thức phòng ngự. Đừng lo lắng, tỷ tỷ của đệ không dễ thua như vậy đâu. Không dễ thua như vậy đâu, nữ nhân này căn bản không có khả năng thua. Nếu cô ta không ẩn giấu thực lực, người kia cũng chẳng có cơ hội lộ mặt đâu. Nữ nhân này không những có thiên linh thần mạch 54 huyền quan toàn thông, còn có băng vân linh lung tâm hiếm có gấp nghìn vạn lần. Còn thể chất của cô ta là tại chúng thần. Là cửu huyền linh lung thể chỉ vạn năm xuất hiện một lần ở nơi ta sinh ra sau ngày mai, đối thủ của ngươi có là Lăng Vân hay không còn chưa chắc. Những điều Mạt Ly nói ta căn bản chưa từng nghe tới, thể chất có thể khiến cô ấy kinh động như vậy. Bà xã khuyên nguyệt mạnh đến thế nào đây? Tiên tử, thưởng thức chiêu mạnh nhất của ta đây. Kinh hồng nhất kiếm. Sau một loạt chiêu thức kiếm khí của cuồng lôi đánh tới, vẫn không phá được phòng ngự từ khuyên nguyệt. Không hổ là tiên tử của băng vân tiên cung, quả nhiên không thể xem thường. Nhưng trận chiến này ta không thể không thắng, tình hình này ta bắt buộc phải dùng kinh trần kiếm rồi. Nếu khiến tiên tử tức giận, sau trận đấu, ta nhất định, chưa kịp nói hết câu, cơ thể hắn đã bị kết băng. Cuồng lôi ngã gục xuống không chút phản kháng. Tiêu cuồng lôi tạm thời mất đi năng lực hành động, băng vân tiên cung hạ khuyên nguyệt, vào vòng tứ vị chiến ngày mai. Hạ khuyên nguyệt không đơn giản như vẻ bề ngoài, cô ấy có thể nhân lúc người khác không biết gì tiềm hàn khí vào cơ thể đối phương, phong ấn kinh mạch. Vân Nhi, nếu cô ta bằng tuổi con, có lẽ sẽ là một kẻ địch mạnh của con rồi. Tốt quá rồi, tỷ phu và tỷ tỷ đều vào vòng trong rồi. Nguyên bá, bỏ tay. Đúng vậy, không ngờ Khuynh nguyệt lại mạnh như vậy. Mặt ly, băng tuyết lưu ly tâm và cửu huyền linh lung thể mà cô nói rốt cuộc là cái gì? Ngươi đã muốn biết, thì ta nói cho ngươi biết. Băng tuyết lưu ly thể là một loại tâm hải đặc biệt, người có nó sẽ có lĩnh hội lực và sức mạnh linh hồn không ai sánh bằng. Tuổi hiện giờ của Hạ Khuynh Nguyệt, băng vân lưu ly lực mới xuất hiện sẽ hiển hiện ra ngộ tính và trí nhớ lực cực mạnh tương lai cô ta sẽ cảm trị được nguy cơ thiện ác dễ dàng nhìn thấu huyền cơ thậm chí nhìn thấu nội tâm của vạn linh tương truyền người có băng tuyết lưu ly tâm có được sự thiên vị của trời người làm hại sẽ phải chịu sự trừng phạt của thiên đạo có điều cửu huyền linh lung thế mới là quan trọng đặc biệt không thể để cho người khác biết nếu không cô ta sẽ mãi không được yên ổn cửu huyền linh lung thể Đồng nghĩa với trong cơ thể cô ta tồn tại một linh lung thế giới, cô ta có sức mạnh vô cùng vô tận, sức mạnh mà cơ thể da thịt không thừa nhận được có thể thu nạp toàn bộ vào trong linh lung thế giới. Bất luận cô ta tu luyện huyền công gì, đều không phải chịu sự hạn chế của huyền lực đẳng cấp và cực hạn của cơ thể, tiềm lực của cô ta là vô hạn. Người có cửu huyền linh lung thể là lô đỉnh luyện công tốt nhất trên đời này. Người có được nguyên âm của cô ta sẽ sinh ra linh lung thế giới từ đan điền của chính mình trong khi âm dương giao hợp. Hạ Khuynh Nguyệt sở hữu trái tim Pha Lê và linh lung thể, Nguyên Bá thì sở hữu bá Hoàng Huyền Mạch, phụ thân của bọn họ chỉ là người buôn bán bình thường, mẫu thân của bọn họ rốt cuộc là ai? Cảnh chuyển tới Băng Vân Tiên Cung biệt viện. Đệ tử Thương Phong Huyền phủ Vân Triệt, tham kiến Băng Thuyền tiên tử, hy vọng có thể đứng trước mặt cảm ơn vì ân tình hôm nay đã ra tay tương cứu. Vân công tử, nếu như ngươi muốn gặp Băng Thuyền sư bá, vẫn nên mời về cho. Sư bá thích yên tĩnh, không muốn tiếp xúc với người ngoài tâm ý của ngươi, sư bá đã nghe thấy rồi. Bà xã Khuynh Nguyệt à, cho nàng hai lựa chọn, một là gọi ta là phu quân, hai là gọi tên ta, nào có thê tử nào cưới hỏi đoàng hoàng lại gọi phu quân là công tử chứ? Được, vậy về sau Khuynh Nguyệt gọi ngươi là Vân Triệt. Hừ, ta thà nàng giống như trước kia, hiện giờ nàng lạnh nhạt như biến thành người khác vậy. Không nói điều này nữa, bà xã Khuynh Nguyệt, chúc mừng nàng lọt vào xếp hạng bốn người đứng đầu, về sau nàng sẽ nổi danh thiên hạ. Lời như vậy nên là ta nói với ngươi, hiện giờ ngươi đã có thể đạt được cảnh giới này, đây là đáp lễ có sức nặng nhất với người năm đó đã cười nhạo khinh thường ngươi. Bà xã Khuyên Nguyệt, ta thật sự muốn gặp băng thuyền tiên tử, nàng giúp ta báo cô ấy một tiếng đi, nói không chừng cô ấy đồng ý gặp ta. Băng thuyền sư bá không thể gặp ngươi, trở về đi, cuộc chiến xếp hạng ngày mai. Khuyên Nguyệt, để hắn vào phòng ta đi. Vâng, sư bá. Vân Triệt, đi theo ta. Tiểu tiên nữ quả nhiên vẫn muốn gặp ta, Hi hi. Mên mở cửa đi thẳng vào bên trong. Biết vì sao muốn gặp ngươi không? Bởi vì cô muốn nhìn thấy ta, giống như sau khi hai ta rời xa, ta vẫn luôn hy vọng được gặp lại cô vậy. Nói rằng nói bậy, ta chỉ vì muốn đứng trước mặt nói rõ cho ngươi biết, từ nay về sau ân oán hai ta chấm hết, về sau gặp lại chính là người dưng. Cô có thể lừa ta, nhưng có thể lừa được trái tim mình không? Cô đích thân đến thiên kiếm Sơn Trang, ngay lúc đầu đã ra tay cứu ta, Lẽ nào không phải vì cô luôn muốn dây dưa với ta, hy vọng được gặp ta sao? Ta biết cô không thể vứt bỏ Băng Vân Tiên cung, cũng không thể qua cửa ải khó khăn của mình, ta không có tư cách ép cô. Trước khi ta có năng lực dẫn cô phá tan mọi chướng ngại, ta chỉ hy vọng cô có thể nhớ kỹ, cô không những là sở nguyệt thuyền của Băng Vân Tiên cung, cũng là tiểu tiên nữ chỉ thuộc về một mình ta. Mên bị cô ấy đánh bay ra khỏi phòng, ngươi làm sư bá tức giận à? Sao có thể chứ? chỉ là sau khi băng thuyền tiên tử chấp nhận lời cảm ơn của ta, tốt bụng tiễn ta đi mà thôi. Đúng rồi, bà xã Khuynh Nguyệt, nàng từng nghe nói đến trái tim pha lê băng tuyết và cửu huyền linh lung thể không? Khuynh Nguyệt chưa từng nghe qua. Làm sao thế? Không có gì, vậy ta xin cáo từ Trận ngày mai, ta hy vọng nàng có thể thắng, như thế trận chiến cuối cùng, đối thủ của nàng, chính là ta. Không hiểu nổi hai năm này, ngươi rốt cuộc đã trải qua những gì. Cùng lúc đó, tại biệt viện, thiếu cung chủ vẫn khỏe chứ còn nhớ lão phu không lão phu muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi nghe nói thiếu cung chủ những năm này đều đang tìm nữ tử sở hữu cửu huyền linh lung đúng lúc lão phu gặp phải một vị không biết thiếu cung chủ có hứng thú không nếu thật sự là cửu huyền linh lung thể lăng tiền bối muốn gì cũng không quá đáng ha ha thiếu cung chủ quả nhiên là người sảng khoái lão phu chỉ cần ba cân tử mạch thần tinh thôi được trong hai ngày bổn thiếu tự sẽ chuẩn bị xong ba cân tử mạch thần tinh, tới lúc đó lăng tiền bối đừng khiến bổn thiếu thất vọng nhé. Đặc trưng huyền lực của người con gái đó và cửu huyền linh lung thể được ghi trong bí điển giống hệt nhau, đúng là trời muốn giúp ta. Ngày hôm sau, đài luận kiếm của thiên kiếm Sơn Trang. Trận quyết đấu giữa người có huyền lực thấp nhất trong lịch sử xếp hạng và người nhỏ tuổi nhất, thật mong chờ. Lão đại, buổi sáng tốt lành, ta đợi cơ hội hôm nay rất lâu rồi, hi hi. Sao nào, ngươi vẫn không phục, muốn đánh bại ta. Cuộc chiến này, ta sẽ dốc hết sức để ngươi trong thiên hạ nhớ kỹ phong thái của lăng kỳ ta. Muốn ta cam tâm tình nguyện làm tiêu đệ của ngươi, thì hãy dốc hết sức đánh bại ta. Nếu ngươi thắng, về sau vẫn là lão đại của ta, nếu không, ta có thể suy xét nhận ngươi làm tiểu đệ. Được, nếu như không thể đánh bại ngươi, ta đương nhiên cũng không có tư cách làm lão đại của ngươi. Rút kiếm đi, để ta xem thực lực chân chính của ngươi, Lăng Kiệt mở hộp đựng kiếm ra. Đây chính là một trong ba thanh thiên huyền thần kiếm của thiên kiếm Sơn Trang, thiên ương kiếm. Đến đi, Kiệt Nhi xem ra rất xem trọng cuộc chiến này với Vân Triệt. Nếu Kiệt Nhi thua Vân Triệt, chắc chắn sẽ tâm phục hắn triệt để, chuyện này không thể được. Vân Nhi, nếu Kiệt Nhi rơi vào thế yếu, lấy thiên ương kiếm giúp nó, con hiểu rồi. 16 tuổi đã có thể chinh phục thiên ương kiếm, kiếm vừa rồi ít nhất cũng phát huy ra sáu phần sức mạnh của cây kiếm này thành tựu tương lai của lăng kiệt chắc chắn sẽ ở trên lăng vân men và lăng kiệt giao chiến tung ra không biết bao nhiêu chiêu thức hai người họ vẫn tiếp tục ăn miếng trả miếng thử sức của nhau sau đòn vừa rồi lăng kiệt đã bị đánh lùi về sau hắn bắt đầu thi triển thiên uy kiếm trận thiên tinh liễu loạn men đáp trả chiêu của lăng kiệt với chiêu thức vẫn nguyệt huống tinh sao có thể thiên tinh liễu loạn lại dễ bị phá như vậy sao? Vì đối thủ là trọng kiếm trên thế giới này thứ có thể khắc chế thiên uy kiếm trận đến mức như vậy, chỉ có duy nhất uy lực của trọng kiếm thôi. Lăng Kiệt nhảy lên phía trên. Thi triển thuấn kiếm kỹ, kiếm quang lôi cực. Men đã bị dính một kiếm vào ngực. Sao lại vậy? Kiếm này đã xuyên qua ngực hắn rồi. Tại sao chỉ chọc vào một ít ra bên ngoài lại giống như chọc thẳng vào gân cốt vậy, không thể tiến thêm được nữa? Hắn đã luyện công pháp gì vậy? thiên huyền khí cũng không thể làm tổn hại lớn đến hắn. Mên chém tới một kiếm, Lăng Kiệt đỡ được, nhưng vẫn bị đánh lùi lại phía sau khá xa. Lăng Vân thấy vậy vội vàng hét lên, tiểu kiệt, tiếp kiếm. Lăng Kiệt nhận thêm một thanh kiếm nữa, đây là thiên ương kiếm của đại ca. Trong tay ta hiện có hai thanh thiên huyền kiếm, về mặt vũ khí ta đã chiếm ưu thế, kể cả thắng ngươi thì cũng không vinh quang gì. Nhưng nếu ta không nhận thiên ương kiếm của đại ca, căn bản không thể nào thắng ngươi được cho nên lão đại ngươi còn mạnh hơn ta tưởng tượng nhiều đấy có thể khống chế vũ khí rất mạnh đó bản thân đã có tầm thực lực rồi nếu ngươi có thể phát huy uy lực của hai thanh kiếm này thì đó là bản lĩnh của ngươi nào để ta xem toàn lực thực sự của ngươi lăng kiệt phóng thiên ương kiếm về phía mên sau đó cùng lao tới uy lực song kiếm hợp bích so với đơn kiếm trước đó khác xa một trời một vực lăng kiệt thi triển thiên uy tuyệt kiếm, đoạn nguyệt. Bên dùng trọng kiếm đỡ lại, không hổ là, thiên kiếm sơn trang. Trọng kiếm đã có vết nứt sau khi đỡ hai kiếm vừa rồi của lang kiệt. Kiếm của vân triệt, gãy rồi, thắng bại đã phân, thiên kiếm sơn trang danh bất hư truyền. Kiệt nhi có thể triển khai đoạn nguyệt đến mức độ như vậy, khiến ta vô cùng kinh ngạc. Nói thẳng, nếu không phải uyên ương song kiếm hợp bích, tiểu kiệt không phải là đối thủ của vân triệt. Vân sư đệ, không sao, Đệ đã rất giỏi rồi, bọn ta đều tự hào về đệ. Xin lỗi, không phải ta cố ý, hay là, sau khi tỉ thí ta đền cho ngươi một trọng kiếm. Không cần, ngươi cũng không phải xin lỗi ta, là ta nhất thời sơ ý không bảo vệ được nó. Đã vậy rồi, ta sẽ không để ngươi chặt đứt nó vô cớ vậy đâu, trận này ta sẽ thắng cho ngươi xem. Đây là, kiếm linh lai động, hóa ra là vậy, ta hiểu rồi. Ngươi là bảo hộ chi kiếm, bá vương chi kiếm đương nhiên đứt đoạn cũng sẽ không dừng lại. Ta sẽ cùng ngươi kết thúc trận tỷ thí này. Tiếp kiếm. Lăng Kiệt sử dụng quang lưu chảm, đỡ lại kiếm từ mên. Hai đòn kiếm va chạm vào nhau. Một tiếng nổ vang lên, khiến uy áp phóng ra từ phía. Điều này là thật sao? Khi Vân Triệt dùng kiếm gãy uy lực hình như còn mạnh hơn trước. Hắn mới chân huyền cảnh thập cấp mà. Đây rốt cuộc là thiên tài hay quái vật. Lăng Kiệt bồi thêm một chiêu thiên uy tuyệt kiếm, đoạn nguyệt, Ta sẽ không sai lầm cùng một chỗ đâu. Đừng tưởng kiếm nhẹ thì mới có kiếm mang. Trọng kiếm cũng có kiếm mang. Thiên uy tuyệt kiếm đoạn nguy, bị hủy diệt chính diện luôn rồi. Cuộc chiến này, Kiệt Nhi có lẽ không thể thắng nữa rồi. Chiêu tiếp theo đây, có lẽ là hy vọng cuối cùng của Kiệt Nhi. Lão đại, chiêu này nhất định ngươi phải đỡ được, nếu không sẽ có khả năng chết đấy. Nếu ngươi có thể tiếp được kiếm này, ta sẽ cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ của ngươi, tuyệt đối không hối hận. Thiên uy tuyệt kiếm, thức cuối cùng. Thiên Diệu, Mên đứng im cảm nhận uy áp từ kiếm khí của Lang Kiệt. Đây là Linh hồn phiến Đoạn Bá Vương kiếm kế thừa. Bá Vương kiếm, cảm ơn ngươi vào thời khắc cuối cùng đã cho ta lễ vật quý báu này, kiếm tiếp theo liền gọi là Bá Vương nộ. Vân Triệt muốn trực tiếp đỡ kiếm này. Mên cầm chắc trọng kiếm trong tay, tung ra Bá Vương nộ. Hai đòn kiếm va chạm nhau, mấy vị trưởng lão đã phải tạo lớp màn chắn bảo vệ khán giả phía bên ngoài. Một tiếng nổ long trời lở đất phát ra. Thiên diệu chi kiếm của Lăng Kiệt tung ra đã bị đánh tan. Hắn lấy chính diện đoạn kiếm chém gãy thiên diệu chi kiếm do Uyên Ương hợp bích ngừng luyện ra. Lăng Kiệt tái mặt đứng nhìn mên. Sau đó buông bỏ hai thanh kiếm trên tay. Ta nhận thua. Ta không bao giờ đánh nhau với tên biến thái như ngươi nữa. Thiên kiếm Sơn Trang Lăng Kiệt nhận thua, thương phong hoàng thất vân triệt thắng, tiến vào vòng chung kết ngày mai sao bây giờ phục rồi chứ tâm phục khẩu phục về sau ngươi sẽ là lão đại của ta ngươi quả thực rất lợi hại phong thái của thiên kiếm cùng với thần uy của trọng kiếm xuất hiện quá đặc sắc chàng trai trẻ ngươi là vân triệt đúng không đúng vãn bối là thiên phong huyền phủ đệ tử vân triệt không biết lăng tiền bối có gì chỉ giáo ngươi có hứng thú gia nhập thiên uy kiếm vực ta không trong thánh vực trọng kiếm nhất mạch đã suy thoái nếu ngươi gia nhập thiên uy kiếm vực nếu có thể trùng hương trọng kiếm nhất hệ có thể tương lai sẽ trở thành nhân vật trưởng lão cấp vạn phần cảm tạ nhưng vãn bối tạm thời không có ý định rời khỏi phủ ở đây có ân oán còn chưa giải quyết đương nhiên chưa thể rời khỏi đây được chỉ có thể cảm tạ ý tốt của tiền bối thôi không kiêu ngạo ta rất thích tính cách của ngươi viên truyền âm thạch này tặng cho ngươi nếu ngươi muốn gia nhập thiên uy kiếm vực hãy dùng nó truyền âm cho ta ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi vân sư đệ có bị thương nặng chỗ nào không có bị nội thương ở đâu không? Sư tỷ yên tâm, đều là vết thương nhẹ thôi, ta ngủ một giấc là khỏe. Vân Triệt, ngươi nhất định có lý do quan trọng nào đó mới từ bỏ việc gia nhập Thiên Uy kiếm vực đúng không? Thiên Uy kiếm vực đúng là có sức hấp dẫn rất lớn với ta, có điều, có một số việc còn quan trọng hơn nó gấp vạn lần. Vân sư đệ, có câu nói này của đệ, cả đời này là đủ rồi. Trận tứ cường tiếp theo, đi đi. Vâng. Lăng Vân lấy lại cây kiếm của mình về tay. Khuynh Nguyệt, đi đi, nếu thắng được Lăng Vân, bài vị chiến này chúng ta sẽ có thể lấy được vị trí quán quân. Thiên kiếm Sơn Trang đệ tử Lăng Vân, xin thỉnh giáo hạ tiên tử. Trận thứ hai của tứ vị chiến, thiên kiếm Sơn Trang đệ tử Lăng Vân đấu với băng vân tiên cung hạ Khuynh Nguyệt, bắt đầu. Khuynh Nguyệt đã xuất kiếm tấn công trước, Lăng Vân dùng kiếm đỡ lại. Sau đó là vô số chiêu thức được Khuynh Nguyệt tung ra, Lăng Vân vẫn dễ dàng hóa giải xem ra lăng vân thương tiếc hạ tiên tử không nỡ để đánh bại cô ta hạ tiên tử đắc tội rồi lăng vân thi triển thiên tinh liêu loạn chiêu kiếm vừa rồi đã cắt bay cánh tay áo và khăn che mặt của khuynh nguyệt cái này cô ấy là tiên nữ sao khuynh nguyệt vội vàng che mặt lại lăng vân nhìn thấy gương mặt của cô ấy có chút sững sờ đỏ mặt lăng công tử đa tạ nhát kiếm vừa rồi đã nương tay tiếp theo khuynh nguyệt nhất định sẽ toàn lực đánh lại đẳng cấp huyền lực của cô ấy đang tăng cao, lẽ nào trước đó cô ấy đã ẩn giấu thực lực. Địa huyền cảnh, cô ấy là địa huyền cảnh tam cấp. Lăng Vân lao tới tung ra, thiên kiếm lôi cực. Khuynh Nguyệt dùng giải lụa đỡ lại chiêu thức từ Lăng Vân. Một bộ phận băng hoàng chi hồn phong ấn trong băng hoàng quỳnh hoa lĩnh, cực khó có thể chế ngự. Khuynh Nguyệt hiện giờ đã phát huy đến gần 7 phần uy lực, đúng là thiên tài. Lăng Vân nhảy lên, tấn công từ trên không xuống. Khuynh Nguyệt thi triển Băng Ngục Liên Hoa. Còn Lăng Vân thi triển Thiên Uy Tuyệt Kiếm Càn Khôn. Cô ấy tung ra, băng vận quyết đệ lục trùng, dẫn động thiên lôi chi cảnh. Chiêu vừa rồi của Khuynh Nguyệt đã đánh văng Lăng Vân bay đi. Vận Nhi, tiếp kiếm, Thiên kiếm sơn trang ta, tuyệt đối không thể nhận thua. Lăng Vân vừa nhận kiếm đã thi triển luôn, kiếm linh phân thân. Đây là phân thân do kiếm ý hóa thành của Lăng Vân đang phong tạo cực có thể sử dụng toàn bộ huyền lực và huyền kỹ của hắn. Chiêu này hao tổn quá lớn, sau khi phân thân hắn đã giảm sút cực độ, có điều kiếm ý của hắn đủ để chống cực nửa khắc. Khuynh Nguyệt, sử dụng lĩnh vực để chống lại kiếm linh phân thân đi. Khuynh Nguyệt liền thi triển Băng Vân lĩnh vực. Có thể triển khai ra lĩnh vực vương huyền cảnh mới có thể sử dụng được. Nữ tử này quả nhiên là cửu huyền linh lung thể. Cơ thể của Lăng Vân từ từ bị đóng băng lại. Khuynh Nguyệt phóng giải băng của mình đánh tới, Đánh bay Lăng Vân đang bị đóng băng. Hắn ta lúc này vội vàng hô lên, ta nhận thua. Lăng Vân nhận thua, băng Vân tiên cung hạ huynh Nguyệt thắng, tiến vào vòng chung kết ngày mai. Khuynh Nguyệt, Vân Triệt không thể xem thường, cuộc chiến ngày mai ngươi có lẽ sẽ lâm vào khổ chiến, phải hết sức cẩn thận. Vâng, lời của sư bá Khuynh Nguyệt sẽ nhớ kỹ. Ta còn có một nghi hoặc, ta từng dò xét qua ý thức của ngươi, ngươi không thích tu huyền nhưng lại vô cùng khát vọng huyền lực, có thể nói cho ta lý do của ngươi không? Mẫu thân của ta, bất đắc dĩ phải rời bỏ bọn ta tới một nơi gọi là Chúng Thần Chi Vực. Có lẽ huyền lực của ta đạt tới cảnh giới đủ cao, sẽ có thể đến nơi đó, đi truy tìm tung tích mẫu thân. Sớm đi nghỉ ngơi đi. Chúng Thần Chi Vực, hoàn toàn chưa từng nghe thấy cái tên này. Ngày hôm sau tại Đài Luận Kiếm Thiên Kiếm Sơn trang. Khuynh Nguyệt, nàng biết ta vì sao muốn tới tham gia cuộc thi lần này không? Nguyên nhân đầu tiên là để hoàn thành tâm nguyện của Tuyết Như sư tỷ, nguyên nhân thứ hai sau khi ta đánh bại nàng, ta sẽ nói cho nàng. Phụ thân, thanh kiếm kia là thiên huyền kiếm, nhìn qua có phải là rất giống long khuyết. Không sai, nhất mạch trưởng lão tổ tiên hệ trọng kiếm của Sơn Trang chúng ta đã từng mang theo long khuyết kiếm tiến về tử vong hoang nguyên, rồi không trở về nữa. Nếu mấy tháng trước vân triệt quả thực tiến vào tử vong hoang nguyên, thanh kiếm kia chắc chắn là long khuyết. Thương phong hoàng thất vân triệt đối chiến băng vân tiên cung hạ khuyên nguyệt. Cuộc chiến cuối cùng bắt đầu. Bà xã khuyên nguyệt, còn nhớ lời ta đã nói với nàng không? Trận chiến này ta hy vọng nàng dốc hết toàn lực, không giữ lại chút nào, phần tâm thắng, bá vương nộ. Khuynh Nguyệt dùng giải lụa đánh bay đòn kiếm khí từ Mên, rồi đánh thẳng tới Mên một kích. Sau đó cô ấy tung ra liên tiếp những mảnh băng phóng tới. Cả cơ thể Mên đã rực lửa, thi triển phần tinh yêu liên. Thứ này lại có thể là Phượng Hoàng Viêm. Ta nói lại lần nữa, dùng toàn lực cùng ta chiến đấu như ngươi mong muốn. Cô ấy nhảy lên phía trên không trung. Thi triển, băng vân đệ thất cảnh, băng khu ngọc cốt. Nếm thử kiếm này của ta, phượng hoàng phá. Phượng hoàng lửa của men đã bị băng của khuynh nguyệt đánh tan. Mê nhảy lên tung tiếp thêm một chiều nữa. Phượng rực thiên khung vũ, một tiếng nổ vang lên, chim lửa của mên bị chim băng của cô ấy thổi bay. Mên cũng bị nó cho một cú mổ vào ngực. Lần này kết thúc rồi, kể cả linh huyền cảnh đỉnh phong huyền giả cũng không chịu nổi loại công kích này. Khuynh Nguyệt khống chế mên, đập thật mạnh xuống sàn đấu. Mặt sàn đã lõm xuống một lỗ, mên vẫn cố gượng dậy. Còn chưa kết thúc đâu. Bà xã Khuynh Nguyệt lại lần nữa, có đại đạo phù đồ quyết hộ thân, lại được tôi luyện qua bởi máu của thần long, độ rắn giỏi của cơ thể ta không kém hơn chân long đâu. Lúc Vân Triệt rơi vào tuyệt cảnh, mới là lúc đáng sợ nhất, hắn có thể ép cạn sức mạnh từ trong linh hồn kết thúc thôi. Cứ kéo dài tiếp thì không biết sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, phải nhanh chóng đánh bại hắn. Khuynh Nguyệt đã tạo ra một con chim băng. Vân Sư Đệ, cẩn thận. Mên Thi chém tới, Phượng Hoàng phá. Chim lửa và chim băng đối đầu trực diện với nhau. Một tiếng nổ vang lên, chim lửa của Mên đã hoàn toàn bị áp đảo, bị chim băng dập tắt. Mên sử dụng, tà thần đệ nhị thức, phong vân tỏa nhật. Dùng kiếm đỡ lại một kích từ Khuynh Nguyệt cuối cùng cũng kết thúc rồi, không ngờ lại kéo dài như thế, Vân Triệt lại ngoan cửa ngoài dự liệu. À, Vân Triệt vẫn chưa ngã xuống, may mà có phòng ngự 10 phần huyền lực do phong vân tỏa nhật mang lại, ta mới có thể chống đỡ được một kích từ băng hoàng này. Mên tiếp tục chém tới, thiên lang chảm, khuynh nguyệt kết băng. Tạo ra một lá chắn trước mặt, cản lại kiếm khí từ mên. Sau khi khói bụi tan đi, trên tay cô ấy cũng đã bị thương. Khuynh Nguyệt, đừng nhường nữa, mau mở lĩnh vực đánh bại hắn đi. Mên tiếp tục dùng kiếm chém tới, khuyên nguyệt vẫn dễ dàng cản lại. Cô ấy đã thi triển, băng vân lĩnh vực, chiêu thức đánh bại lăng vân trước đó. Cả cơ thể Mên đã đóng thẳng tảng băng. Xin lỗi, từ trên trán Mên đã xuất hiện một ngọn lửa. Phượng Hoàng chi huyết, bùng cháy đi, trực tiếp đốt cháy máu Phượng Hoàng. Thần lực bên trong không biết bao lâu mới có thể hồi phục hoàn toàn, trước đó ta không được sử dụng phượng hoàng viêm nữa nhưng đây là cách duy nhất để ta phá vỡ băng vân lĩnh vực. Phượng Hoàng Viêm đã thành công xua tan băng vân lĩnh vực của Khuynh Nguyệt. Băng vân lĩnh vực biến mất rồi, Vân Triệt dùng lửa đốt băng vân lĩnh vực. Có lẽ cách làm của ta khiến máu Phượng Hoàng bị lộ, tiếp theo, ít nhất 3 tháng sau mới có thể sử dụng Phượng Hoàng Viêm, nhưng ta tuyệt đối không hối hận. Có thể phân tách máu Phượng Hoàng thuần khiết từ huyết mạch và Phượng Hoàng Viêm kỹ hoàn toàn bất đồng với Phượng Hoàng Thần Tông. Thiếu niên này tư chất không tệ, tới thiên ly kiếm vực cũng có tư cách miễn cưỡng làm đệm lót. Có điều, nhất định sẽ có người để lộ chuyện này với Phượng Hoàng Thần Tông, đáng tiếc, hắn không thể sống nổi đến ngày nhập vào thiên uy kiếm vực của ta. Nàng không bị hỏa diệm vừa nãy làm bị thương. Cũng tốt, nếu nàng bị cuốn vào, nói không chừng sẽ bị trọng thương nếu như y phục bị đốt cháy hết. Ta không muốn vợ của mình bị người khác nhìn đâu. Sức mạnh còn lại của ta chỉ đủ vung nhát kiếm này, nếu như nàng tiếp được, thì có nghĩa là nàng thắng. Có điều ta tuyệt đối sẽ không thua nàng, kiếm này, bất luận như thế nào, nàng cũng không thể tiếp được. Chuẩn bị tiếp kiếm. Khuynh Nguyệt, nhớ kỹ, lời ta nói trước trận đấu với nàng, nhớ kỹ vinh quang của sư môn nàng, dốc hết sức đi. Nếu không, nàng có lỗi với sư môn, có lỗi với ta, cũng có lỗi với bản thân mình. Vân Triệt, hiện giờ thực lực của ngươi khiến ta cảm thấy thật xa lạ, nhưng ta vẫn hiểu, ngươi vẫn là người đó trong ký ức của ta. Cho nên, ta cũng sẽ dốc hết sức không nương tay đối diện với người. Khuyên nguyệt thi triển, băng vân cực kỹ, tàn nguyệt phú. Mê nhảy lên phía trên thi triển, bá vương nộ. Cô ấy phóng giải lụa tới chặn lại kiếm từ mên. Huyền mạch và cơ thể của ta nhất định phải chống đỡ. Tà thần huyền mạch cảnh thứ ba, luyện ngục, thăng. Hung hãn như vậy khiến ta cảm thấy khó thở. Mên lúc này đang la hét cố gắng chống đỡ. Tà thần đệ tam thức diệt thiên tuyệt địa, một tiếng nổ vang lên sau khi mên tung ra chiêu cuối cùng. Trên mặt sàn đấu đã xuất hiện một cái hố lớn, hai bóng người mờ ảo trong làn khói bụi dần dần xuất hiện. Cuối cùng cũng kết thúc. Nguyên nhân khác mà ta tới tham gia trận đấu này là muốn chứng minh cho nàng xem ta có tư cách làm trưởng phu của nàng mà không cần nàng báo ân và bố thí. Vừa nói xong bên cũng đã ngã xuống, Khuyên Nguyệt không biết nói gì thêm. Vân Triệt đã ngã xuống, Trọng Tài đã bắt đầu đếm. Vân Triệt đếm đến 10 vẫn chưa đứng dậy, người thắng cuộc cuối cùng của trận đấu kỳ này thuộc về Băng Vân Tiên Cung. Đợi đã. Người thắng không phải ta, mà là hắn, trận này ta nhận thua. Khuynh Nguyệt, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Lập tức thu lại lời vừa nãy của ngươi. Nhìn lên trên, sức mạnh một chiêu cuối cùng của hắn tập trung vào Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng, nếu như tập trung vào người ta, ta hiện giờ nói không chừng đã chết rồi. Trận này, hắn thắng, ta thua. Hạ Khuynh Nguyệt nhận thua, Người thắng cuối cùng của cuộc chiến xếp hạng kỳ này thuộc về Thương Phong Hoàng Thất, Vân Triệt. Vân Sư Đệ, Thương Nguyệt nước mắt rưng rưng liên tục gọi tên mền. Vân Sư Đệ hắn làm sao vậy? Công chúa Điện Hạ yên tâm, tuy nhìn có vẻ dọa người, nhưng đều là vết thương ngoài da, nội thương cũng nhẹ. Chỉ là huyền lực cạn kiệt, cần tu dưỡng tốt, vậy thì tốt. Khuyên Nguyệt thấy có người chăm lo cho mên, trái tim có chút nhói đau. Chúng ta quay về thôi, Vân Triệt. Ba ngày sau, trong phòng Vân Triệt, Sở Nguyệt Thuyền truyền huyền lực trị thương cho Men, rồi âm thầm rời đi. Cuối cùng cũng tỉnh rồi, tuy rằng kiệt sức nhưng không đáng ngại, xem ra cơ thể của ta về cơ bản đã hồi phục, không hổ là năng lực hồi phục của đại đạo phù đồ quyết. Sư tỷ, tần phủ chủ. Vân sư đệ, đệ tỉnh rồi, tốt quá. Ngày kia chính là ngày thăm dò bí cảnh thiên trì, nhưng cơ thể đệ. Ta đã không sao rồi, thật khiến sư tỷ lo lắng, Ta sẽ dựa vào tình trạng cơ thể rồi mới quyết định có tham gia thám hiểm bí cảnh thiên trì không, tin ta tỉnh lại, vẫn mong sư tỷ tạm thời giữ kín. Ngươi thật sự là liều mạng, không sợ bị phế à? Ta có tính toán trong lòng, dù thế nào cũng sẽ không khiến mình bị phế thật. Có điều mới ba ngày, nội thương đã hồi phục, ngoại thương dường như cũng khỏi hẳn, đại đạo phù đồ quyết tầng 2 quả nhiên phi phàm. Hừ, ngươi thật tưởng rằng chỉ dựa vào đại đạo phù đồ quyết tầng 2, ngươi đã có thể khôi phục được tới mức này sao? ba ngày nay có người mỗi ngày hai lần giữa trưa và nửa đêm tới đây dùng huyền lực cực lớn giúp ngươi hồi phục thương thế nếu không ít nhất ngươi còn phải hôn mê hai ngày nữa lẽ nào là tiểu tiên nữ làm sao ngươi vẫn còn muốn đợi cô ấy tới đương nhiên cô ấy nhất định sẽ không ngờ ta đã tỉnh sẽ còn tới nữa ta đây gọi là ôm cây đợi thỏ nên tiếp tục giả vờ bất tỉnh ta biết ngay cô vẫn lo lắng cho ta mà thì ra ngươi đã tỉnh tiểu tiên nữ ngươi không cần nghĩ nhiều, ngươi vì cứu Khuynh Nguyệt mà bị thương, thân là sư bá của cô ấy, ta có trách nhiệm chữa trị cho ngươi. Ngươi đã sắp khỏi hẳn, ta cũng không cần ra tay nữa. Còn nữa, đừng gọi ta là tiểu tiên nữ, ngươi có thể gọi ta là Sở Nguyệt Thuyền hoặc là Sở Tiên Bối. Tiểu tiên nữ, đừng đi. Mên ho lên mấy tiếng, hắn làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Gương mặt lạnh băng của tiểu tiên nữ cuối cùng cũng bị ta phá vỡ, cô ấy quả nhiên là quan tâm tới ta, không ủng công ta giả ho ra máu, hi hi. Tiểu tiên nữ, đừng rời bỏ ta mà, để ta buông bỏ hết mọi thứ lần cuối đi, ta cũng không nỡ, nhưng ta thật sự phải đi rồi. Liên bang linh cũng không khống chế nổi, tâm ta thật loạn. Giữa ta và ngươi, tất cả đều chỉ là một giấc mộng, đừng để bất kỳ ai biết. Ngươi là phu quân của khuyên nguyệt, ta là sư bá của cô ấy, nếu không muốn cô ấy và băng vân tiên cung bị cuốn vào vực sâu luân lý, bị người đời cười chê, thì hãy buông bỏ suy nghĩ với ta đi. Sau khi rời khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang, chúng ta vĩnh viễn đừng gặp mặt nữa. Mặc dù không nỡ, ta cũng phải đưa ra quyết định này. Tiểu tiên nữ, ai, hay là đợi cuộc thăm dò bí cảnh Thiên Trì kết thúc, lại tính kế lâu dài đi. Cảnh chuyển tới Thiên Kiếm Sơn Trang, biệt viện Băng Vân Tiên Cung. Băng Thuyền Tiên tử, ta chỉ muốn gặp cô một lần thôi, cô lại không muốn gặp ta, vậy ta sẽ không tới quấy rầy nữa. Hay cho Lăng Nguyệt Phong ngươi đã 30 năm rồi mà vẫn không quên được nữ nhân này, còn muốn hẹn riêng với cô ta, ta hạ mình gả cho ngươi, ngươi lại đối xử với ta như thế. Còn có hạ khuyên nguyệt, sau trận chiến khiến bảo bối vân nhi của ta mất hồn mất vía. Đám yêu nữ băng vân tiên cung, ta phải hủy hoại gốc rễ tội ác này. Chi bằng ngươi theo ta về thiên uy kiếm vực, cửu trưởng lão nhớ mong ngươi đã lâu, nhất định sẽ giúp ngươi một tay, tới lúc đó. Thúc thúc giúp ngươi trong vòng 3 năm, thần không biết, quỷ không hay khiến băng vân tiên cung biến mất khỏi thế gian này thánh địa lộ diện diệt bỏ băng vân tiên cung dễ như trở bàn tay ngọc phụng tạ ơn thúc thúc trước chỉ cần sở nguyệt thuyền và hạ huynh nguyệt biến mất thì không còn ai làm ảnh hưởng tới phu quân và con trai ta nữa rồi ngay hôm sau tại cửa vào bí cảnh thiên trì bí cảnh mỗi lần nhiều nhất được vào 50 người mỗi một tông môn được vào nhiều nhất 5 người đi vào bí cảnh có thể dừng hai ngày hai ngày sau tất cả mọi người đều sẽ bị chuyển lại về đây trừ người chết trong bí cảnh tuy có nhiều thiên tài địa bảo nhưng cũng nguy hiểm vạn phần, càng vào sâu bên trong nguy hiểm càng lớn, tuyệt đối đừng khoe khoang. Lối vào đã mở, chuyến đi thăm dò lần này, khuyên các vị có ân oán gì cũng đừng giải quyết ở trong bí cảnh. Vân Triệt còn chưa tới, đúng là hao phí khổ tâm của ta, còn muốn giết hắn trong bí cảnh tiêu hủy thân xác chứ. Không sao, thăm dò xong bí cảnh ra khỏi thiên kiếm sơn trang này, rồi giải quyết hắn cũng chưa muộn. Ta không đến muộn chứ, cơ hội thăm dò khó gặp thế này ta không thể bỏ lỡ được. Cuối cùng cũng đến rồi, Thiên đường có cửa thì không tới, địa ngục không đường lại muốn đi. Ngươi bị trọng thương mới hồi phục trạng thái còn chưa tốt, sau khi vào bí cảnh phải cẩn thận. Nếu gặp phải thời tiết giá rét trong bí cảnh thì vô cùng nguy hiểm đó." Đa Tạ Lăng Trang chủ đã nhắc nhở. "Phần thiên môn, thiên thương lôi hỏa bảo, ừ." Lát sau bên trong thiên trì bí cảnh, đây chính là thiên trì bí cảnh. "Hạ tiên tử chúng ta lập đội cùng đi đi." Đa Tạ ý tốt của Lăng thiếu trang chủ, Khuynh Nguyệt đã quyết đi một mình rồi không hổ là bà xã khuyên nguyệt của ta, từ chối rất cứng rắn, ta cũng nên xuất phát rồi. Một thời gian sau, đi lâu như vậy rồi cũng chẳng nhìn thấy gì, đây đâu phải là đi tìm bảo vật, là đi nhận tội mới đúng. Sự tồn tại của tiểu thế giới này rất kỳ lạ, không giống với sức mạnh con người ở vị diện này có thể sáng tạo ra được. Vân Triệt, có bốn người đi theo người. Bốn người, ta tưởng chỉ có ba thôi chứ, người còn lại có lẽ là đến cứu người. Mặt ly, lát nữa cô giúp ta giết một người được ta đã từng nói với ngươi đừng ỉ vào sức mạnh của ta điều này sẽ áp chế rất lớn đối với sự tăng trưởng của ngươi đây là lần cuối cùng ta giúp ngươi giết người về sau ta sẽ tự khoa huyền lực tiềm tâm trừ độc một thời gian dài ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân thôi ia, à, yeah, thật trùng hợp lại gặp được ngươi ở đây hay là cũng đồng hành đi mặt ly ta đồng ý với cô về sau cô cứ yên tâm trừ độc đi đồng hành thì không cần đâu Ta chỉ giúp ngươi đến một nơi thôi, đưa ngươi lên đường. Đến Hoàng Tuyền, bài vị chiến hại ta trọng thương thì thôi. Thương Nguyệt Công chúa là nữ nhân đại ca, ta nhìn chúng, ngươi cũng dám động vào. Hôm nay sẽ cho ngươi biết chữ chết viết thế nào. Chữ chết đi. Men rút kiếm ra, lao tới đỡ trực tiếp kiếm khí từ hắn đánh tới. Hắn đang ngơ ngác không biết Men đã biến mất đi đâu. Một tiếng hét thất thanh từ phía sau vang lên. Ta không ổn rồi. Không ngờ đúng không? vết thương của ta đã hồi phục lâu rồi. Giả bộ bị thương chính là để chờ đám chó đẻ các ngươi đến chịu chết đấy. Ngươi dám, trên người bọn ta có linh hồn ấn ký đặc biệt. Nếu bọn ta chết, đại trưởng lão sẽ nhanh chóng biết được hung thủ, ngươi và những người xung quanh ngươi đều sẽ chịu sự báo thủ của phần thiên môn. Mên đạp thêm một cú vào ngực hắn, ngươi nghĩ ta sợ phần thiên môn các ngươi. Mộc bảo chủ, còn chờ gì nữa, còn không mau ra tay. Một ngọn thương đang nhắm thẳng tới mên. Miên đá tên tuyệt bích bay lên, cho hắn ăn trọn ngọn thương từ mộc bảo chủ. Trong khi đó ở thiên trì bí cảnh phía tây bắc, linh hồn ấn ký bị động vào rồi. Tuyệt bích, chết rồi. Mộc thiên bắc. Phần thiên môn ta không thủ không oán với ngươi, ngươi lại đi hạ độc thủ với tuyệt bích. Trong một tháng ta nhất định khiến thiên thương lôi hỏa bảo biến mất khỏi thế giới này. Ha ha ha, cây thương này của mộc bảo chủ đúng là tinh diệu, một phát đã đâm chết nhị hiệu thiếu môn chủ của phần thiên môn rồi. Phần Mạc Ly nếu biết hành động vĩ đại này của ngươi, bây giờ chắc chắn tự hào phải biết. Đừng phí lời, ta giết ngươi. Đã có một giải lụa quấn quanh người mên, kéo đi thoát khỏi công kích từ ông ta. Bà xã khuyên nguyệt, đến cứu ta sao? Đừng nói chuyện, mau đi. Mộc bảo chủ, ông ngây ra đó làm gì? Mau đi giết hắn đi. Nhưng hạ khuyên nguyệt ở cạnh hắn, ta mà giết vân triệt băng vân tiên cung cũng sẽ biết, truyền ra ngoài ta biết ăn nói thế nào đây. Vậy ông giết luôn cả hạ khuynh nguyệt đi. Bí cảnh đóng lại thần không biết quỷ không hay, chuyện của nhị đệ ta cũng sẽ giải thích với trưởng lão. Nếu không, tương lai ông cũng không chịu nổi đâu. Được, ta đuổi theo bọn họ. Mộc bảo chủ đuổi theo, khuynh nguyệt phóng tới những mảnh băng cản ông ta lại. Tiểu nữ từ 17 tuổi, sao có thể đọ lại được với thiên huyền cảnh ngũ cấp ta chứ? Dám đuổi theo làm phiền thế giới của ta và bà xã khuynh nguyệt. Mặt ly, giết hắn đi. Thứ gì vậy? ngươi muốn chết thế nào? Hoặc, bổn công chúa chọn hộ cho ngươi. Ngươi là ai? Mạt Ly trả lời ông ta bằng một kích cắt đôi cơ thể. Hắn chết rồi, ta đã tự khóa huyền lực chuẩn bị chuyên tâm trừ độc. Ngắn thì một năm dài thì mười năm, ngươi về sau tự đi chăm sóc cho bản thân đó. Nửa canh giờ sau, cắt đuôi được hắn rồi, huyền lực cũng sắp đến cực hạn rồi. Vừa rơi xuống phía dưới, men đã nằm ngay phía bên trên khuyên nguyệt. Đứng lên đi, ta biết nội thương của ngươi vẫn chưa hồi phục. Nhìn ngươi bây giờ có lẽ tự đủ để bảo vệ bản thân rồi, ta cũng nên rời khỏi đây. Bà xã khuyên nguyệt, sao cô nỡ vứt bỏ lại phu quân của cô vậy chứ? Chúng ta phải sống chết có nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia mới đúng. Vậy ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau đi theo? Tuần mệnh. Bà xã khuyên nguyệt, chúng ta sắp có một thu hoạch cực lớn rồi. Bảo vật thiên độc châu có thể cảm ứng được ít nhất phải đẳng cấp như tà thần hỏa chủng hoặc tinh ẩn thảo. Bà xã khuyên nguyệt, cô chưa từng nghe sư phụ cô nhắc đến. Thứ tốt nhất trong thiên trì bí cảnh này là gì sao? Sư phụ có nhắc tới, hơn 400 năm trước từng có người ở đây phát hiện một cây bồ đề đế tâm liên. Đây là loại thánh vật chỉ ghi chép trong thánh điển của đỉnh cấp tông môn, có lẽ không tồn tại trong nhân gian. 400 năm trước một vị tiêu tông tiền bối linh hồn truyền âm, lúc đó ông ấy đã phát hiện một cây thánh liên ở trong bí cảnh. Chỉ có điều, đó là âm thanh chết chóc của ông ấy. Nghe nói, thu phục được bồ đề đế tâm liên có thể khiến một người không có huyền lực đạt đến ngay địa huyền cảnh. Cảnh giới của ta hiện giờ nếu thu phục nó, thì một bước đạt đến thiên huyền cảnh. Hơn nữa sức mạnh hàm chứa trong bồ đề đế tâm liên cực kỳ ôn hòa, người sử dụng nó sẽ không bị thương bởi bất kỳ thứ gì nữa. Mà, trong bồ đề đế tâm liên trông thế nào? Trong ghi chép có nói, nó lớn hơn hoa sen bình thường rất nhiều, cánh hoa màu xanh lam nhạt. Có phải cánh hoa giống như lam thủy tinh, nhị hoa là màu hồng đậm, có thể phát quang, có phải giống như bông hoa kia không? Cô ấy nhìn về phía bên chỉ, bông hoa đúng như những gì khuyên nguyệt vừa miêu tả.